nổi tiếng cũng vậy. Sự nổi tiếng có thể khiến cho người ta được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, nổi tiếng đem lại cho người ta những phiền phức và những bất lợi. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một đoạn clip của phóng viên chúng tôi đã ghi lại. Những giá trị mà chúng tôi ghi được chính là những giá trị mà tạo nên uy tín của Đài Lăng Tê chúng tôi. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chuyện gì này anh? Wow! Yeah,
Cứu ơi, có bom, có bom. Headshots! Chuyện rất dài, có gì vào trong kia rồi tôi kể cho. Để có được những thước phim trên, nhóm làm phim đã không quản bao mưa gió để có thể mang đến cho quý vị và các bạn những khoảnh khắc ấn tượng nhất. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Còn cứ quần đùi áo cọc này bỏ khoác mình. Bây giờ đâu ra đây mới mặc mà. Mấy cục dù lớn cho em đẹp quá. Không phải đâu, tại vì cái này không phải là keo cứng. Chả có bơm này. Đợi một tí. Keo cứng mà, keo cứng mà. Đợi một tí nó mới xuống. Keo cứng mà. Quất từng cái một. Ước mất rồi nhỉ? Đó là khóe phút từ một hề.